qua đang mần nồng đốm hoa, nay đành chia xa. Anh tái tê bồi hồi, em nỡ quay mặt rồi, không nói năng một lời. Mưa rơi rơi hoài, lòng mãi chơi vơi, hiu hắt cuộc đời. Về đâu hỡi anh? Ok, trước mặt các bác đây là ba chiếc đài nội địa Japan, hàng mới về, em test luôn cho các bác xem. Máy nhỏ gọn, rất tiện cho việc di chuyển trong nhà và trưng bày. Tất cả đều bắt được FM 108, nên các bác dùng thoải mái. Mấy con nội địa này thì về đa số đầu từ nó còn rất là sạch, nên nghe bằng cũng tốt. Bây giờ em sẽ đi vào báo giá từng máy cho các bác xem. Để tiện cho việc theo dõi các video em đang lên thường xuyên, thì các bác nhớ bấm nút đăng ký kênh. Đầu tiên đây là chiếc sáp QT7 màu đỏ, hình thức rất là nổi bật, có giá là 2.600.000 đồng. Máy ngang 42cm và cao là 14. Có tất cả các chức năng từ chơi nhạc qua điện thoại. Các bác có thể cắm thêm USB Bluetooth, có cả cổng line in và cổng line out, nghe bằng cassette và radio. Riêng con này thì sử dụng adapter nguồn 9V, nên các bác có thể cắm được nguồn 220V điện nhà mình. Máy thiết kế thêm hai cái anten dâu để bắt sóng radio có thể xa hơn. Mặt phía trước của máy thì nhìn cũng rất là đẹp, màu đỏ cờ này thì khá là nổi. Bên hông thì nó có cổng line out để cho các bác xuất âm thanh ra máy khác. Còn ở phía sau thì nó có cổng line in và cổng mic. Có thêm cả hai lỗ làm mát cho máy. Nhìn chung các chức năng của máy thì hoạt động ok. Máy này thì nó có cổng line in, thì các bác có thể cắm các nguồn nhạc từ bên ngoài, điện thoại, đầu đĩa, TV thì nghe nó sẽ tiện hơn. Bây giờ em sẽ test một đoạn nhạc từ băng cassette cho các bác xem. Tôi quen biết anh giữa một đêm thật tình cờ. Sân ga vẫn chưa dừng và ngoài kia vẫn mưa rơi. Tình chưa thành lời vì còn ngại tình gian dối. Rồi ta đã quen nhau và cho nhau phút hẹn hò. Còi tàu vang lên sẽ màn đêm thật hài hùng. Bên nhau phút giây này sợ ngày mai cách xa nhau. Sợ câu tà tư và sợ đường tình hai lối. Thì tôi chỉ xin anh nếu yêu mình nên thật lòng. Chuyện yêu đương thương thương nhớ là thương. Đường tôi về đêm nay gió khuya lạnh buốt qua tim. Anh đen thật buồn cô đơn càng rét mướt. Nhớ người thân yêu đành gọi thầm tên con. Tôi theo lối xưa đến tận nơi mình hẹn hò. Hôm nay phố đông người ngại ngùng tôi đứng trong anh. Đợi qua từng giờ lòng càng bồi hồi sao xuyến. Và tôi bâng bâng khuâng vì chua cay. Tiếp theo dưới này là chiếc đài Aiqua Sony, có model là W20, màu trắng, có giá là 1.900.000 đồng. Trong 3 con thì có mỗi con này thì có 2 cửa băng. Cửa số 2 này thì các bác có thể thâu băng được. Chạy tốt tất cả các chức năng. Giai điệu bắt cũng rõ nét. Hình thức thì còn khoảng 75%. Máy có chiều ngang là 50cm và cao là 15. Để nghe đài radio thì các bác có thể gạt cái cần gạt bên đây,
gạt lên trên là AM, FM và TV. Riêng cái giải TV thì chỉ sử dụng ở bên Nhật thôi, còn ở Việt Nam mình thì bắt đài FM, AM. Đức La để đến Bính Trung Lạc, di động lúc ấy mới có sóng lại. Tân Thần gọi bên đây là dò sóng cho FM. Tân Khai Vũ trước, sau đó gọi cho Lộ Phi nói. Như vậy trong 8 tháng còn lại, tỉnh phải giải ngân gần 6,5 ngàn tỷ đồng cho các công trình mới hoàn. Bằng cassette thì hai cửa chạy khá là đều nhau, để em test luôn một đoạn nhạc cho các bác nghe. Màu xanh áo núi thu, nắng chiều đẹp quê hương, thay nhạc buồn đêm dương. Tôi lại gặp anh, trời đêm nay sáng qua, ánh trăng như hé cười sầu ngàn lá. Tôi lại gặp anh, giờ đây vui vẫn nhỏ, kề nhau nghe chuyện cũ bao ngày qua. Và cuối cùng là chiếc Sony, con này thì là mới nhất trong ba con. Có model là Sony V5, máy màu đỏ cờ rất là đẹp, nó có giá là 2 triệu đồng. Máy chạy băng cassette và nghe radio FM, AM đầy đủ. Nước sơn của nó còn rất là bóng, các viền mạ chrome còn sáng đẹp, chưa có hiện tượng xuống màu. Con này và con sáp lúc nãy em giới thiệu thì các bác dùng để trưng bày đều được cả. Nghe radio cũng rất là tốt. Ông sững sờ rồi cười. Anh nghiên cứu còn đầy đủ hơn em nữa. Đó là lần đầu họ liên lạc lại sau. Vừa giới thiệu xong ba cái máy mới về hôm nay. Bác nào có nhu cầu mua hàng thì nhớ liên hệ với em theo số điện thoại trên bảng tên kia. Em sẽ nhận ship hàng toàn quốc qua bưu điện.
Bây giờ em xin kết thúc video này tại đây. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.